Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay, Bảo Khánh sẽ chia sẻ với quý khách những ý nghĩa không ngờ của tượng gỗ linh vật. Tượng linh vật đều có một điểm chung là khả năng chống lại nguồn năng lượng có hại từ môi trường, xua đuổi âm khí và tà khí, bảo vệ cho chủ nhân. Mỗi hình tượng linh vật khác nhau mang ý nghĩa phong thủy khác nhau. Trong phong thủy, linh vật tượng trưng cho những điều may mắn, tiền tài. Các vật phẩm mang ý nghĩa tốt lành được bày trong nhà nhằm đón lành, tránh dữ, mang tới nhiều tài lộc và sức khỏe. Để tượng gỗ linh vật phát huy ảnh hưởng tích cực nhất lên cuộc sống của gia chủ, điều quan trọng hàng đầu là tượng cần hợp với gia chủ, tính theo bản mệnh ngũ hành, nằm sinh theo thiên can địa chi hoặc theo bản mệnh bát quái. Đó là các mối liên hệ có ý nghĩa tốt lành như tương sinh và tương hợp là mối quan hệ hỗ trợ, nâng đỡ của tượng linh vật dành cho gia chủ. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.